Nhân giống cây mít chanh gai hoặc là những giống mít khác thì cần phải có cây mít ươm lên từ hột, như là cái bãi mít này. Đây là một bãi mít ươm lên từ hạt. Và bây giờ để ghép thì cần phải bứng lên. Và bây giờ tôi sẽ xem cái cách người ta bứng. Khi bứng thì dùng dao và sáng cho đứt đuôi chuột và bứng với một cái bầu nhỏ thôi. Cây mít này đã được cắt đầu. Rồi xong, đây là cây mít đã bứng. Chờ ghép thì được cắt xuống từ cây mít thuần chủng. Mít thuần chủng ở Việt Nam phổ thông hiện nay thì có những cái giống như là mít Thái siêu sớm, rồi mít lá bàn, mít không hạt. Mít hiện tại ở đây là mít lá bàn. Rồi những cái dụng cụ cần có tiếp theo đó là dây quấn. Dây quấn này là cái dây cắt ra từ bao ni lông. Này tao quay phim quá trời luôn, mắc cỡ chết luôn ạ. Quỷ. Quỷ ở đây quay phim không à. Nhớ hỏi ta, ta hồi trả tiền ghép này nha. Dạ rồi. Kêu cô đi, mày kêu cô nhảy sao cô nhảy nổi? Cây nó không đứng nữa. Mắc cỡ mày. Gì vậy? Nè sao? Trời, mốt để mạng xuống kiếm tạo gì đâu. Có nào ghép cây mà dở ta ghép rớt hết sạch. Tao đấy. Đâu có thấy mặt đâu, sợ. Thứ bảo đảm đừng tháo dây ra là không bao giờ cái bo. Cái chuyện lên hay không là việc của nó. Cái chuyện lên hay không là việc của nó. Mà không lên chúng ít chữ đó. Và sau khi ghép xong thì mắt ghép nó dính trên phần ghép giống như thế này đây.
dùng bao ni lông trùm lại, trùm cái này giùm anh. Dùng bao ni lông trùm và lấy thun buộc lại. Như thế là xong, và để vào bãi ôm ở đây. Khoảng một tháng sau thì bà tháo bao ni lông ra. Tháng sau thì tháo bao ni lông. Nó đã nảy mầm lên được một chút xíu. Và một điều lưu ý là khi mà bao ni lông còn trùm khoảng 20 ngày hoặc hơn nửa tháng thôi thì cái chồi ghép nó bắt đầu phát triển, và đến một tháng sau khi tháo ra thì nó phát triển chỗ này nè. Chào các bạn, bây giờ tôi sẽ giới thiệu cách nhân giống cây mận bằng phương pháp ghép mà không cần dùng gốc ghép. Đây là phương pháp ghép mới, và cái nguyên lý của nó là trong quá trình ghép thì cái cành ghép nó ra rễ trong bầu xe dừa, và khi cắt xuống thì nó có bộ rễ hoàn thiện luôn. Đây là phương pháp ghép mới và rất là độc đáo. Và cách cái những cái dụng cụ cần có để ghép thì gồm có dao ghép. Nó đây là dao ghép. Rồi, cái đó là một cái bịch đựng xe dừa hoặc là đựng đất để khi mà ghép xong thì cây nó ra rễ ở trong cái bịch này. Rồi tiếp theo là thun, rồi dây ni lông và dây quấn. Dây quấn đây là dây cắt ra từ bao ni lông dùng để quấn cái vị trí ghép. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành ghép. Ta cần một cái cây dùng để làm gốc ghép, và cái cây đó được cắt trên chính cây mận mà ta ghép. Rồi cắt. Nó chọn một cái cành mận to hơn cái cành ta cần ghép một chút. Và cắt nó để dùng để làm gốc ghép. Khi cành mận đã được cắt xuống thì ta cắt nó ra một đoạn dài khoảng 1.5 tấc và cắm vào trong cái bịch ni lông mụn dừa để làm gốc ghép. Sau đó dùng thun quấn lại, buộc lại. Mà một điều lưu ý là cái mụn bịch ni lông mụn dừa này nó giữ vừa độ ẩm, để trong quá trình ghép thì chính cái cành mận mà ta vừa cắm vào bịch này nó sẽ ra rễ và sẽ tạo thành bộ rễ cho cây sau này. Ở cái đặc điểm độc đáo của cái phương pháp ghép này là như thế, cho nên là không cần gốc ghép ôm từ hạt. Chui. Rồi bây giờ bắt đầu ghép thì vác hình cái niêm trên cái gốc ghép. Đây, vác hình cái niêm như thế này đây các bạn. Sau khi chuẩn bị cái phần gốc ghép xong thì buộc dây vào và chuẩn bị treo lên trên cành ghép. Và sau đó thì ta tới công đoạn chọn cành ghép. Ta chọn một cái cành dài khoảng 4 tấc và vừa đẹp ở trên cây. Và lưu ý là chọn cái cành ghép thì nó nhỏ hơn gốc ghép và chỉ vừa chuẩn bị một chút. Và bây giờ ta sẽ chọn cành này rồi bắt đầu ghép. Sau khi chọn cành ghép xong thì bắt đầu ghép. Và khi ghép thì cắt quát một đường từ dưới lên, chẻ một đường từ dưới lên ở trên cành ghép. Gắn lại. Đó, và cái cành ghép này sẽ được gắn vào cái đường đã chẻ từ dưới lên ở trên cành ghép. Đó, gốc ghép được gắn vào cành ghép. Xong rồi dùng dây ghép chuyên dụng quấn lại. Sau khi quấn xong thì dùng như thế là dây ni lông treo cái
bầu cho vô vào trong nhánh cây. Rồi, và bầu ghép và cành ghép sẽ để ở đây khoảng 1 tháng rưỡi. Sau đó thì rễ của cây mận nó sẽ ra, rễ của cây mà chuẩn bị làm gốc ghép này nó sẽ ra đầy ở trong cái bọc ni lông này. Thì lúc đó ta sẽ dùng dao cắt ở ngay vị trí của tay tôi nè, cắt cái cành ghép này ra, và lúc đó ta sẽ được một cái cây gồm có gốc, thân và cành lá. Nó lúc đó thì sẽ được một cái cây mận hoàn thiện. Và đặc điểm đặc biệt nhất của phương pháp này là ghép mà không cần gốc ghép. Gốc ghép chính là cành ghép, chính là cành của cây mận được cắt xuống từ cây mà chúng ta ghép. Và cây mận sau khi ghép xong thì người ta treo ở trên cây này và đợi cho nó ra rễ. Ở đây là một cái vườn ghép chuyên nghiệp. Một cây mận này có thể người ta ghép lên đến hàng chục cây. Đây một cây mận nhỏ xíu thôi, mấy nhánh mà đã ghép hết rồi. Và cứ để ở đây khoảng 1 tháng rưỡi thì cắt xuống. Và khi nào thấy nó ra rễ đầy ở trong cái bầu này thì lúc đó là cắt được. Chúng ta cùng xem cái vườn ghép chuyên nghiệp ở đây. Ở đây chỉ có mấy cây mận nhỏ thôi mà người ta ghép lên đến mấy trăm cây. Xin chào quý vị và các bạn, đây là cây mận An Phước. Giống mận được xem là ngon hiện nay. Và bây giờ để nhân giống cây mận này thì người ta có hai phương pháp chính. Thứ nhất là ghép và phương pháp thứ hai là chiết. Và bây giờ ở đây tôi chỉ giới thiệu phương pháp chiết thôi. Và những dụng cụ cần có để chiết thì gồm có nhánh mận. Để chiết thì cây mận thì dĩ nhiên phải có cành mận rồi. Rồi kế đó là bao ni lông, dao và dây. Và một nguyên liệu quan trọng nữa đó là mụn dừa. Và mụn dừa này thì không nhất thiết phải là mụn dừa, mà ta có thể dùng nhiều nguyên liệu khác để làm, như là rễ lục bình, đất cũng được. Đầu tiên để chiết thì dùng dao cắt một vòng da trên cành bưởi cần chiết. À xin lỗi, cành mận chứ không phải cành bưởi. Mà cái quá trình cắt da này thì tùy theo cái cành bưởi. Có những cành thì nó rất là dễ lột da, có những cành nó khó. Và dễ khó gì cũng không quan trọng, chứ nếu như khó quá thì dùng dao để cạo thôi. Dễ thì có thể lột bằng tay. Như cành này nó tương đối khó đây, dùng dao cạo sạch vỏ nó ra. Anh non quá, anh không có dễ. Không biết mà nguyên nhân là non hay là do sao đó. Mà có cây thì dễ, có cây thì khó. Rồi sau khi cạo da xong thì dùng mụn dừa và bao ni lông bọc lại. Bọc ở vị trí này, ngay vị trí cắt da. Thì ở đây nó sẽ tạo rễ và nó ra rễ. Mụn dừa sau khi bóp chặt cho nó dính chặt vào đây. Đó thì dùng bao ni lông quấn lại. Bao ni lông bọc bên ngoài. Quá trình chiết trên cây đã xong, nhưng mà như thế này thì vẫn chưa xong đâu. Chúng ta phải đợi khoảng hơn 1 tháng sau nó ra rễ đầy trên cái bầu mụn dừa này, thì lúc đó phải dùng dây kéo cắt ngay vị trí của tay của tôi nè, cắt ngang, và cái này sẽ được vô một cái bầu lớn hơn, và sau đó một thời gian thì đem đi trồng. Và bây giờ thì phải để ở đây và đợi khoảng 1 tháng rưỡi sau. Đó là một trong hai phương pháp nhân giống chính
đối với cây mận. Còn một phương pháp nữa là dăm cành, nhưng mà thường thì người ta chỉ dùng hai phương pháp chiết và ghép thôi. Và trong video này thì tôi đang giới thiệu về phương pháp chiết, và ở video sau tôi sẽ giới thiệu về phương pháp ghép. Và cách chiết này là chiết ở trên cao, bên trong tiếng Anh nó gọi là layering. Nếu như chiết mà cắm cái cành này nằm xuống đất thì nó chỉ là layering thôi. Bây giờ tôi sẽ đi ghép cây khế và lấy mắt. Bây giờ công đoạn lấy mắt đây. Chọn một cái cành trên cây khế. Và cắt để lấy chòi ghép. Rồi mấy cái ghép cái một, hai cái. Rồi đây cho em xem cái chòi ghép này. Đây là những cái mắt vừa chọn. Rồi. Ở đây là gốc ghép. Quay cái tay không sao? Quay cái tay. Bây giờ cắt một phần da lên phía trên và một phần da phía dưới trên gốc ghép. Và mắt ghép thì cắt hai đầu. Và cắt một cái phần da phía sau lưng của mắt ghép. Sau đó gắn vào. Và dùng dây quấn lại. Đây là dây ghép chuyên dụng. Nó có độ co giãn. Nhưng mà nó không siết quá cứng để cho cái mắt bị dập đi. Rồi, không có trùm lại. Cắt ngang từng. Ghép cắt mọi người nè. Thổi quay nè. Rồi sau khi ghép xong thì cắt ngang đầu và dùng bao ni lông trùm lại. Và dùng dây buộc lại. Cầm buộc không? Không. Rồi, chỉ cần trùm như thế. Thôi ha, rồi xong rồi. Rồi. Thì các bạn, tôi giới thiệu về quá trình nhân giống cây bơ. Thì để nhân giống được cây bơ thì người ta cần phải có cây bơ ươm hạt. Và đây là một bãi ươm hạt bơ. Bãi này đang ươm khoảng 2-3 tấn bơ. Thì ươm cây nó nảy mầm dài lên thì bắt đầu nhổ ra để cắm vào bọc. Bọc rễ ra đều rang ha. Sau khi nhổ cây bơ ươm trong bãi lên thì bắt đầu cắm vào bầu đã vô mụn dừa. Cũng gãy quẹo tùm lum chứ sao mà không sao. Nó mà cắm như thế khoảng mấy tháng sau thì ghép được. Khoảng mấy tháng ghép rồi? 5 tháng hả? À cũng lâu. 4 hoặc 5 tháng tùy theo. Cắm vào thì khoảng 4-5 tháng sau là ghép được. Đó, và ôm như thế khoảng 4-5 tháng sau thì nó được cây bơ gốc ghép lên như thế này. Và để ghép thì người ta cắt ngang đầu. Đó, đây là hai cây bơ gốc ghép đã được cắt ngang đầu. Để ghép thì cần có chòi ghép. Đó, đây là hai chòi ghép vừa được cắt xong. Và bây giờ sẽ ghép vào trên cái gốc ôm lên từ hạt. Đó, để ghép thì chẻ từ trên xuống dưới. Chẻ một đường từ trên xuống. Và trên cái chòi ghép thì cắt thành cái nêm. Và gắn vào gốc ghép. Sau đó dùng dây ni lông quấn lại. Quấn thì có thể người ta quấn bằng dây ghép chuyên dụng,
nhưng mà không quan trọng, quấn dây ni lông cũng được. Xong cây thứ nhất, bây giờ ta cây cây thứ hai. Dao lột không? Ngoài cái gốc cứng. À, già quá. Gốc cứng, chẻ thử vô tay. Rồi chẻ xong một gốc. Nó chờ ghép thì đã được cắt bỏ lá. Và bây giờ gắn cắt gắn vào cái vị trí vừa chẻ trên gốc ghép và dùng dây quấn lại. Sau khi ghép xong thì dùng bao ni lông cầm lại như thế này và để vào nhà lưới. Khoảng một tháng thì nó sẽ nảy mầm ở vị trí của chòi ghép. Và tháo bao ni lông ra. Sau khi tháo bao ni lông xong thì ta được một cây bơ hoàn chỉnh như thế này. Nghĩa là khoảng 2 tháng sau khi tháo bao ni lông thì cây bơ có thể mang đi trồng được. Đó là toàn bộ quá trình nhân giống cây bơ, từ ươm hạt, vô bầu, ghép